Chiều nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, toàn ngành đã triển khai hơn 6.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 180.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, tiếp hơn 380.000 lượt công dân, giảm 17% so với năm 2019. Năm 2020, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực. Việc công khai kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra các cấp, các ngành bám sát định hướng công tác thanh tra đã được phê duyệt để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.